các bạn một cái khủng long, một cái Palm đến từ Rotech, quá đẳng cấp của Anh Quốc. Con này model là RB1080, đây là đàn anh của 1070 nha, với giá rất là hấp dẫn luôn, chỉ có 15 triệu 500 ngàn. Con RB1080 này thì là hàng xuất Mỹ, điện 120V. Công suất ra loa của nó đối với loa 4 ohm sẽ là 600W cho một cặp, đối với loa 8 ohm sẽ là 400W cho một cặp, và nó sẽ đánh cho chúng ta làm cặp như thế này. Có nhiều bạn hỏi là sao có thấy một đời nó có đến là 80 cọc loa, thì cái đời đó thì nó là cái phiên bản điện 220, còn phiên bản điện 120V thì đời này. Như chúng ta muốn đánh hai cặp thì cũng được thôi, các bạn chỉ cần mở cái này ra thì chúng ta sẽ gắn cái dây vô đây, rồi dây bắp chuối cắm phía sau này nữa thì ra được hai cặp, rất là đơn giản, không có gì khó khăn nha. Chẳng qua là người Mỹ người ta không thích chơi cái hai cặp này, hãng sản xuất cho vậy, cái linh kiện thì giống y nhau không khác gì nha. Con này có ngõ ba lăng và ngõ RCA đầy đủ, chúng ta có thể gắn bờ rề, tùy cái bờ rề chúng ta có ngõ gì chúng ta gắn vô ngõ đó. Đây cộng trơ cái cọc loa bằng vàng, mạ vàng, và nó có cái lớp vỏ nhựa bên ngoài để bảo vệ. Máy còn rất là ok nha, mình quay kỹ các bạn xem, sau đó mình mở bên trong. Con này thì mỗi bên nó chạy khoảng 10 hay 12 con sò gì, là hai bên khoảng 20 24 con gì đó, lát nữa mình mở ra thì mình để rõ hơn, tại bây giờ mình chưa có không có nhớ lắm. Đây là cái đèn báo nguồn, đây là đèn Protect, nếu như mà loa nó bị chạm hay gì thì cái đèn Protect nó sẽ nháy lên và ngắt âm thanh, còn đang hát thì nó sẽ sáng mình cái đèn này thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong cái bao âm ly này, thì chúng ta rất là dễ ghép với những dòng loa châu Âu như là BMW, Elac hoặc là Tannoy. Nó được xem bên trong của cái con Rotel 1080 này, nó phô to cực kỳ khủng, bốn cái tủ của nó là tủ của Rotel luôn nha. Nói chung là cái con này với cái con điện 220 nó không khác gì, nó chỉ khác con kia là nó gắn thêm bốn cái cọc loa nữa thôi, không khác gì. Mỗi bên là chạy 12 con sò MOSFET nha, hai bên là 24 con. Máy móc thì còn nguyên bụi trời bên Mỹ về, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha, không có phải bị hoen ố, rỉ sét gì đâu, rất là mới. Bao rim toàn bộ, mạch nó còn xanh dờn luôn. Hệ thống sò nó nằm ở đây này, đó. Đó, chúng ta đếm chân thì thấy là 12 con mỗi bên, 12 con sò mỗi bên. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình thử nhạc luôn nha. 15 triệu 500 ngàn thôi, bạn nào mua về chơi bên đất là tuyệt vời luôn. Tannoy cũng được, RBL cũng được, nhưng mà nếu như bên đất đang khó ghép thì bạn mua con này về, lấy một cái rề vừa vừa thôi là ghép được rồi. Hàng cây lá xanh gần với nhau.
gót chân mòn trên phiếm du. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Mang mùa xuân
xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Sao ta thấy đời